giữa đêm chứng minh không sửa mũi nam diễn viên thủ vai vũ trong về nhà đi con tiếp tục khiến fan nữ đổ dạp khi liên tục đăng status và ảnh thả thính trên trang cá nhân tối qua nam diễn viên đăng ảnh cởi trần sexy và cận mặt trên trang cá nhân và có những chia sẻ về cuộc sống dòng trạng thái này của quốc trường đã nhận hơn 30.000 lượt thích cùng hơn 3.000 bình luận chủ yếu là fan nữ nhiều fan cuồng đã vào nhận anh là chồng và nói lời yêu nam diễn viên các fan nữ không được quốc trường trả lời bình luận lên tiếng trách móc khiến anh phải đính chính sau khi đăng ảnh nhiều fan đặt nghi vấn và hỏi thẳng nam diễn viên có sửa mũi hay không. Tuy nhiên, Quốc Trường ngay lập tức đã chụp ảnh cận mặt và khẳng định mình không can thiệp gì. Sau phim về nhà đi con, lượng fan của Quốc Trường tăng chóng mặt, trang cá nhân của nam diễn viên sinh năm 1988 cũng liên tục tăng lượt theo dõi theo cấp số nhân và hiện đã gần cán mốc nửa triệu follow. Sức hút từ vai Vũ cùng việc chịu khó tương tác và trả lời bình luận của fan khiến nam diễn viên còn đang độc thân chiếm được cảm tình của rất nhiều fan, đặc biệt là fan nữ.